Hello Vansa, xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong bản tin của buổi sáng ngày hôm nay Ngày 13 tháng 2 năm 2022 Thì hôm nay cũng là hôm mà trận Super Bowl sẽ diễn ra Thì nó sẽ có nhiều những cái diễn biến Và chờ sau khi nó kết thúc thì lại quay trở về với chị thị trường bình thường Nhưng mà tại sao thì tiền điện tử lại tăng lên Và đặc biệt là Shiba Inu thì có một cái tin hoàn toàn giật gân tin này rất là hút hút news quý vị ơi nếu như nó trở thành sự thật thì có thể Shiba new sẽ là một cái đạt được cái cán mốc mà rót một số không là chuyện đơn giản nha quý vị vậy đó là cái tin gì bé già sẽ chia sẻ cho quý vị này rồi Shiba new hôm nay thì có cái thông tin là bứt phá sẽ có những cái bứt phá hơn nếu như đạt được cái ngưỡng hỗ trợ mới đó là cái ngưỡng hạ 4034 đó quý vị thì nếu như mà đạt được cái ngưỡng quan trọng 34 này thì nó sẽ bứt phá nha. Chứ không giống như là hôm trước là là phải lên 45 46 mà bây giờ chỉ cần lên 34 thôi nó cũng có cái sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Đó, thì đấy là cái uh, TA đoán của Sibai New của những mã khác quý vị đọc nha vào trong cái uh, tạp chí Cái đều có hết đó rồi Super Bowl thì hôm nay họ cũng đưa ra những cái thông tin là uh, tiền điện tử tại sao lại được đưa vào để mà quảng cáo, quảng bá cho cái uh, chương trình Super Bowl mà đang rất nhiều người ham mê, đam mê ở nước Mỹ. Tại vì cái Super Bowl này họ coi nó giống như là một cái 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 chương trình lớn nhất của Mỹ đó quý vị. Thì ngày hôm nay là chủ nhật Ngày mai thì chỉ thị trường cổ phiếu quay trở lại Thị trường cổ phiếu thì nói thật với mọi người là khó đoán lắm Mặc dù uh, ông Fed cận kề đến những cái ngày họp Thì họ cho rằng là nó sẽ có cái thông tin Nó nó lên xuống là do cái thông tin của Fed Và cái cuộc uh, xung đột giữa Nga, Ukraine Đó thì đấy là những cái phần mà có ảnh hưởng quan trọng đến cái vấn đề tăng hay giảm hoặc là đảo chiều hay không đảo chiều của thị trường cổ phiếu thì tối nay có tin gì mới nữa hoặc sáng mai sớm mai bán giá sẽ chia sẻ cho quý vị thêm về thông tin bây giờ nó cũng chỉ vậy thôi nó cũng chưa có cái gì mới cả bây giờ có mới là mới cho c đây này đó đây là cái thông tin phải nói là cực kỳ sốc luôn quý vị nha đâu chạy đâu rồi Đây, siba tin sốc 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 luôn. Đó là Microsoft, một cái công ty mà khủng khiếp nhất ở Mỹ mà ai cũng mong đợi được làm partner của nó mà không được. Nhưng mà trên cái dòng tweet của buổi đêm muộn ngày hôm qua thì Microsoft đã đưa ra cái dòng tweet là liệu Microsoft có đồng ý để mà hợp tác với Shiba New hay không? Thì họ đã tweet ở trên Twitter rằng Siba Game là cái điều mà và hình ảnh của Siba New mà họ đăng lên trên cái chủ chính thống của họ đó quý vị, rằng GA2 tie up doc mà họ muốn trở thành những cái đội mà họ sẽ có cái cuộc họp để mà nhắc tới, bàn luận tới. Vậy thì Siba New họ muốn bàn luận tới ở đây là gì? Họ nói là công ty của họ nếu như mà thực sự có hợp tác được với CBA Game và thúc đẩy cái loại chó này trong cái thời điểm hiện tại này thì nó sẽ là một cái điều tuyệt vời vì nó sẽ thúc đẩy phát triển được cái hệ thống của họ hơn rất nhiều nếu như họ gắn liền với cái tên Shiba New và cái cuộc đàm thoại này nó đang được đưa ra để xem xem là có thành công hay không. Đó thì họ cũng nói là à, gần đây thì cái chương trình Cbus có nghĩa là Shiba Land đó thì họ cũng đang đưa ra nó rất là rầm rộ và nếu như các cái dự án Metaverse về bất động sản mà đang được các cái chương trình uh, kế hoạch dự kiến đưa ra đó trong đó CB New đang đàm phán để hợp tác các cái dự án được thiết lập này thì nó cho rằng nó rất là có những cái tiềm năng mới nếu như mà Microsoft có cái mối quan hệ hợp tác với CB New giống như kiểu hai bên cùng có lợi đó. Gã khổng lồ này sẽ nhận được những cái sự uh, những cái rất là lợi những cái điều rất là có lợi nếu như mà trên cái nền tảng của microsoft được gắn một cái điều gì đấy liên quan tới shiba inu đặc biệt là shiba game mà microsoft đang định kết hợp với cái uh, mã này giống như kiểu mua lại đó quý vị nhiều khi là uh, họ sẽ mua nếu như họ mua lại thì coi như shiba inu có một cái vị trí rất là bền vững thì nó vẫn chỉ là những cái điều mà dự tính thôi và nếu như họ quyết định thì chúng ta sẽ chờ xem họ có quyết định để mà hợp tác với Siba New hay không quý vị nha một cái sự lạc quan về sự triển vọng đó và họ cho rằng là by the rumor và cái này vì nó chưa được khẳng định cho nên trong cái thời điểm mà tại sao mọi người người ta dùng cái từ by the rumor tại vì nếu như mà tin đồn đó mà quý vị mua vào thì đến khi nó thành sự thật đó, thì lúc đấy quý vị đã được hưởng một cái lợi khủng khiếp luôn rồi có nghĩa là sau khi mà cái tin đồn nó tung ra để từ lúc nó tung ra để cho nó thành sự thật đó thì nó sẽ chỉ có bay khi nó ở cái mức độ tin đồn thôi còn khi mà nó thành sự thật rồi thì lúc đấy nó đã complete cái vấn đề bay lên của nó rồi cho nên tại sao mà Shiba nó vượt nó đang được rất nhiều những cái sự quan tâm và vượt trội lên đó là vì vậy đó quý vị đó, thì đây là một cái tin vô cùng vui quý vị nha Nó coi như là một cái tin Vui quá trời luôn cho mọi người Còn về cái tin ở trên tạp chí Thì mọi người vào đọc thêm tại bán xà cũng không có thời gian chia sẻ thêm cho quý vị nữa Bây giờ còn vội vội vàng vàng Đọc xong cái xin xuống nha Quý vị vào thêm này Đọc thêm những cái tin tức mới này Là những cái TA phân tích của các cái mã nha đó. Rất nhiều Liệu c có thể lấy lại được vinh quang trước đây hay không nữa này Bài này cũng rất là hay Mọi người vào đọc thêm nha Ở bên Việt Nam nay đã sang ngày 13 rồi Ở Mỹ thì sang ngày à, Ở bên Việt Nam đã là buổi tối Chuẩn bị sang ngày 14 rồi Còn ở Mỹ thì mới là sáng sớm của ngày 13 thôi Đấy quý vị vào đây đọc thêm những tin tức nhà bán xà xin dừng cái video tại đây Chia sẻ những cái tin khẩn cấp gọi là tin vô cùng good news cho mọi người Đó, C3 có thể bứt, bứt phá cao hơn nếu giữ được những cái ngưỡng này Đấy quý vị vào đọc thêm này, SAP này cũng đang có tin mới này Rồi vào cái TA để xem họ phân tích những cái ngưỡng của những cái khói khác nữa nha quý vị nha Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an Hẹn gặp lại quý vị, bye bye